Hãy phân tích mơ vay đồng lai là vĩnh nơi khốn ca phòng rìa thân nắm. Và có đề cô đề phía thân nắm ở trong cô đàn. Hãy phân tích mơ thật thân nắm khá đại lên miên đồng râu ca hỏi dương ai cắt chính. Hãy dừng rô tư thân nắm phòng rìa thân nắm đại vị trí chôn trở cả. Ở bàn chưa rằng. Ở tí hoa thân nắm lơ xìm. Thân nam từng đồn phá em chẳng hết, đại vì chưa bắt đầu cả. À lâu dương miên là tập hiếp đó là ai ta mặt tất tỷ. Chẳng bật sân chỉ dương ai kê dùm rùa. Cắt thân nam mà chú đuôn đây mình chăm bách dương ai phần rí là tập hiếp đó là có thay mặt tất tiết rừng dạ. Phụ bị chưa chôn nơi phân lông pinh nơi chết mình ấy thay tay vào nhẹ nơi ngài. Chúng ca chi mất tô hóa bói cả lô mà vô thân nam nâng mặt tất cót vô mà đo dương bộ bạc. Tại khi chúng tục ai chùm điên cho. Dương thử ca vay tầ khốn tranh vì môn màu, phần tay ở lâu lên miền hơi khốn tranh. Nhưng phần đất mơ, ở trong câu đau tại bà đoàn, thôn tiên dương tích tại trái ở trong câu đau. Hay bà trong câu đau, dương cục khai của khu ca chúng ta.